Oh, thưa các anh em đã trở lại với channel của mình là Thành Tân Sách đây. Hôm nay mình sẽ mở skill 2 cho đệ tử nha. Ủa là lê. Và đệ tử mình đã 149.922k sức mạnh. Đây mình up đồ thì về bình thường lắm. Đấy. 3 món 10% thì nó sức mạnh, dân chơi cày mà có vàng đâu. Còn đi xin xỏ mà. Đấy. Chả được cái gì hết. Như cái đầu quầy. Đây, thấy không? Anh em thấy không? Mình gà lắm. Cáp xô về cái anh em. Về nhà này. Mấy anh sinh tinh thủy tinh giờ nó đông quá. Mình nghĩ nên bỏ cái sự kiện này đi. Tính hai mình up cho nó dễ. Sinh tinh thủy tinh mình cũng đánh được. Nhận vô cái em ơi. Ơ, bà mẹ nó. Mình nhân đậu mình hai hạt á, mình chuyển qua chuyển lại dễ chơi. Cáp số kỳ bí chắc giờ mà đi up để kiếm vàng rồi chứ. Mình không còn cách nào để kiếm vàng nữa rồi. Mình khá là nghèo rồi. Cáp số kỳ bí anh em nào muốn mình làm clip hướng dẫn thì anh em nhớ comment bên dưới nha. Dễ lắm. Mình cần mấy cái đơn giản anh em qua được tương lai là ok rồi. Up dễ cực. Mình cũng đang tự treo này. Đấy. Mình tức quá. Mình mua cho cái đống xong rồi mình không nhận được miễn phí cây không. Ngày nào mình cũng ngon hết rồi mình không nhận được cây bãi nồi. Bãi ngày mày. Ui, cùng nồi mình còn tới 14 này. Bãi mấy cái lạc giặt các anh em ơi. Giờ đồ mình rác nhiều quá. Ui xôi. Chắc lát mình rủ anh em qua coi mình mở đệ tử cho vui nha. Chứ giờ mình kiểu cũng hơi ít á. Chắc mình chuyển qua tới cái cảnh mà mình chuẩn bị gần mở skill luôn ha. Clip này mình làm ngắn thôi cho anh em xem nó đỡ dài dòng. Vô. À xong rồi. Mình để mình kêu bà BT mình qua coi. Ui có một người vậy. Thôi kệ đi, mình cũng không cần nhiều lắm. Giờ này cũng chưa nắng nóng mà. Anh em vô tự nghiệp anh em thôi. Sắp giờ anh em ơi quê. Mong là không ra mà sinh con là ngon rồi. Atomic hay là cà mê gì cũng được hết. Miễn không Masenko là vui rồi. Còn đại trước mình mở ra Masenko mình buồn lắm. Mình up khoảng 3 ngày. Mình up kiểu mình sợ up nhanh quá ra Masenko ấy. Mình up từ từ. Gây nó lên cũng chậm. Mình up khoảng 3 ngày mới lên 150 triệu. Trong đó có skill X2 mà mình up tới 3 ngày. Đúng sợ luôn. Thật cực luôn. Anh em kia mong mình ra mê mà. Ừ. Ít người kiểu mong mình ca mê lắm. Toàn cho mình ra Masenko mà cay vãi rồi. Người ca nữa anh em ơi. Ai à, up phiên bản của bắp này ấy. Mình bấm ATD ấy. Cái ra skill mình không canh được. Mình tắt ATD thì cũng được. Nhưng mà kiểu thôi mình cho nó ra luôn. Mình thì không thích kiểu câu giờ để mở đâu. Mình mở lẹ một cái một cho lẹ. Anh em xem luôn. Ok chưa? Kênh YouTube đây, Thành Tô Xích. Ok chưa? Nhớ like, share, subscribe nha anh em. Dạo này kiểu không ai xem nhiều hết á. Kệ đi mình làm vui mà, chia sẻ với anh em coi như làm clip hành trình thôi. Mình ít nạp á, chứ dường như mình không nạp đâu. Chỉ kiểu mình làm nhiệm vụ giùm người ta cho mình cái bông tai rồi thôi. Chứ mình không có nạp nhiều nha. 5k nữa anh em ơi. Cà mê. Ui 3k nữa. Ui mình nghĩ sắp rồi đó. Mình nghĩ là sắp rồi. Chỉnh chế độ bảo vệ nè. Chỉnh chế độ bảo vệ cho nó căng thẳng xíu đi đó mà. Khổng nạn mà. Còn mẹ nữa. Ai có xem Rambo sẽ biết cái đó mà. Đứng không. Ui anh tôi mất rồi anh em ơi. Anh tôi mất rồi. Hãy vàng rồi anh tôi mất rồi. Ngon rồi. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.